Trong năm mới này có gì mới? Tôi ước ao rằng sẽ có cái điều mới, và cái điều mới đó là trong cái sự cầu nguyện, đời sống cầu nguyện của chúng ta. Amen. Và chúng ta cần phải cầu nguyện một cách chân thành hơn, một cách mạnh mẽ hơn và nhiều hơn, vì Chúa làm việc qua sự cầu nguyện của con sự Chúa. Khi chúng ta làm thì chúng ta làm, nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa làm. Mà việc Chúa làm thì nó lạ lùng lắm, nó có thể xảy ra một cách nhanh chóng. Chúng ta cố gắng làm bao nhiêu đi nữa không đạt được kết quả, nhưng mà Chúa làm thì trong tích tắc là sẽ có nhiều kết quả. Cho nên chúng ta cần phải nhấn mạnh đến sự cầu nguyện. Và tạ ơn Chúa thì trong năm nay mục sư Đặng Minh Trí đã được giao cho cái trách nhiệm là soạn cùng với, trong cái ban gồm có tôi, mục sư Trí và mục sư Chính soạn những cái bài học đầu năm trong ba cái buổi cầu nguyện đầu năm của Hội Thánh. Chúng ta thì không có dùng cái tài liệu đó trong những buổi cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cách chi tiết hơn cho về những cái điều chúng ta cần phải biết. Và mục sư Trí đã chọn sách Ephesô, những lời cầu nguyện của Phaolô ở trong sách Ephesô, để cùng với lại các hội thánh trong giáo hạt học về cái đề tài là biết Chúa nhiều hơn. Và đề tài của chúng ta cũng học liên quan tới điều đó. Bài học hôm nay thì có một phần dựa trên cái sự phân tích của mục sư Đặng Minh Trí, và những phần khác thì Chúa cho tôi được cái dịp học hỏi và sẽ chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Và thưa quý vị nghĩ gì khi quý vị nghĩ đến Đức Chúa Trời? Một mục sư nổi tiếng đã nói, điều gì đến với tâm trí chúng ta khi chúng ta nghĩ về Chúa là điều quan trọng nhất về chúng ta. Quý vị đồng ý với nhận định đó không? Cái điều gì mình nghĩ về Đức Chúa Trời, khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là cái điều quan trọng nhất về chúng ta. Và vị mục sư đó nói tiếp, theo một định luật bí ẩn của linh hồn, chúng ta có khuynh hướng di chuyển đến hình ảnh của Chúa Trời trong tâm trí chúng ta. Chúng ta nghĩ đến Chúa như thế nào thì nếp sống của chúng ta phản ảnh cái điều đó như thế. Những người thờ hình tượng thì sẽ trở nên giống như những hình tượng đó. Còn chúng ta thờ Chúa thì chúng ta trở nên giống như Chúa. Thi Thiên 115 câu 8 nói rằng kẻ nào làm hình tượng và thờ nhờ cậy chúng đều trở nên giống như chúng. Quý vị có muốn thật sự biết Chúa và biết Chúa một cách đầy đủ, biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn trong năm mới này không? Trong tất cả sự hiểu biết, biết Chúa là cái điều cao quý và quan trọng nhất. Quý vị đồng ý không? Trong tất cả những điều chúng ta biết, biết Chúa là cái điều cao quý và quan trọng nhất. Tại sao? Vì biết Chúa là có sự sống đời đời và hưởng được sự sống sung mãn. Biết Chúa là có được sự sống đời đời và hưởng được sự sống sung mãn. Giăng đoạn 17 câu 3 nói rằng sự sống đời đời là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Đó là sự sống đời đời, đó là sự cứu rỗi, là nhận biết Chúa. Quý vị nào không biết Chúa thì ước ao rằng sáng hôm nay quý vị sẽ biết Chúa, và biết Chúa thì có được sự sống đời đời. Và cái điểm lạ là thế này, là khi người nào biết Chúa lại càng muốn biết Chúa nhiều hơn. Lạ như vậy, giống như là giống như bị nghiện vậy đó. Thế là khi mà được biết Chúa thì là càng muốn sâu nhiệm hơn Chúa nhiều hơn. Nếu biết Chúa là ngọt ngào, hưởng được tình yêu của Chúa thì muốn càng sâu nhiệm hơn ở trong tình yêu của Chúa. Không phải muốn lây quay nơi dọc bờ nữa, nhưng mà muốn đi vào sâu ở trong ân điển của Chúa, trong dòng ân điển của Chúa, trong tình yêu của Chúa, mà cần biết Chúa tận tường hơn. Ở đây có ai thích toán không? Có một người thích toán, xin lỗi, cô học calculus the level số mấy rồi? Có tất cả là 4 level, thấy không? Mà sau khi học 4 level đó rồi đó, calculus đó, thì người ta lại để nguyên cả cái đời để mà nghiên cứu về toán học. Tại sao? Họ có sự thích thú về toán. Cái người mà thích toán là rất là thích để mà nghiên cứu về toán. Cũng vậy, cái người nào mà đã nếm biết được Chúa rồi đó thì thích thú muốn biết nhiều hơn về Chúa. Nếu quý vị nói là tôi biết Chúa mà quý vị không có đức tin nơi Chúa, không có tình yêu thương cho anh em, thì phải xét lại thật sự mình có biết Chúa không? Là tại vì khi mà biết Chúa thì càng tin cậy Chúa càng hơn và càng yêu thương anh em càng hơn. Đó là cái người biết Chúa. Sứ đồ Phaolô, ông biết Chúa. Ông là người đã gặp được Chúa, Chúa đã kêu gọi ông và ông đã dâng mình trọn cuộc đời để mà đi phục vụ Chúa. Nhưng mà quý vị biết ông nói như thế nào 24 năm sau khi mà ông biết Chúa không?
Chứ không phải là ông nói là tôi biết Chúa 24 năm rồi thì thôi. Nhưng mà ông nói sao? Ông nói tôi muốn bỏ tất cả, tôi muốn càng biết Chúa nhiều hơn, quên đi những gì mà ở đằng sau để mà bươn tới những điều ở đằng trước. Tức là tôi đã biết Chúa rồi nhưng mà tôi không có dừng ở tại đó. Tôi muốn lên chốn cao hơn, tôi muốn biết Chúa càng hơn, tôi muốn sâu nhiệm ở trong Chúa càng hơn nữa. Biết Chúa mênh mông lắm quý vị. Người ta nói là bể học mênh mông, nhưng mà thật sự cái sự biết Chúa đó, cái tình yêu của Chúa nó sâu nhiệm lắm, làm sao chúng ta biết được hết. Nhưng mà chúng ta càng phải sâu nhiệm hơn nữa, càng đi chìm đắm sâu vào trong tình yêu của Chúa. Phaolô nói ở trong Philip đoạn 3 câu 8 câu 9: "Nhân thế tôi cũng xem tất cả mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết." Quý vị có nghe được tiếng của ông nói không? Ông nói ông sẵn sàng bỏ tất cả để mà được biết Chúa. Ông muốn kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, ông muốn kinh nghiệm được cái sự thương khó của Chúa và ông muốn được trở nên giống như Chúa trong sự chết của Ngài. Để rồi ông sẽ có cái niềm hy vọng là được sống lại từ cõi chết với Chúa. Cái chữ hy vọng đây không có nghĩa là ồ tôi ước gì được cái này hay là tôi mong được cái gì. Không phải. Hy vọng đây là cái điều chắc chắn. Hy vọng chắc chắn rằng tôi đạt được sự sống lại từ cõi chết vì biết Chúa. Và chủ đề chính của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô trong Ephesos rằng 1 câu 15 đến câu 23 là để các tín hữu được biết Chúa cách sâu nhiệm hơn. Trước đó từ câu 3 đến câu 14 thì sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước trong Đấng Christ ở các nơi trên trời. Các ơn phước này bao gồm việc chúng ta được Đức Chúa Cha chọn, được Đức Chúa Con chuộc và bày tỏ mục đích đời đời của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời cho chúng ta, và chúng ta cũng được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Anh Thành thường hay nói là chúng ta được chọn, được chuộc và được chứng. Cảm ơn Chúa. Vậy rồi Phaolô viết ở trong câu 15: vì lý do này, và đây là cái lý do, cái điều căn bản dựa trên những phước hạnh đó, và ông cũng cầu nguyện cho các thánh đồ. Ông cầu nguyện như thế nào? Ông cầu nguyện rằng vì Chúa đã ban cho chúng ta một kho báu phước lành thuộc linh, tôi cầu xin Chúa ban cho anh chị em có được sự hiểu biết Chúa một cách sâu nhiệm và thực nghiệm. Một cách sâu nhiệm và thực nghiệm. Chúng ta cầu nguyện về cái điều đó. Chúng ta trình dâng các nhu cầu, những mong ước của chúng ta lên cho Chúa. Thưa quý vị, những người mà không biết Chúa đó thì họ cũng có những nhu cầu và họ cũng có những cái mong ước, rồi họ cũng đi tìm đến vị thần này, vị thần khác để mà cầu xin. Có những người thì nói không, tôi tự lực cánh sinh, không biết, không muốn nhờ vả vả hết. Nhưng mà người ta nói rằng không có một người vô thần nào ở trong cái hầm cá nhân. Vì khi mà ra trận rồi thì ai cũng kêu cứu hết, tại vì mình không, mạng sống của mình không nằm trong tay của mình không có thể che được đạn bom rơi xuống trên mình, cho nên người ta đến lúc mà cuối cùng tận cùng bó tay rồi đó thì ta không còn nương cậy nữa mình nữa. Họ có lẽ lúc mà còn sức thì chữa chạy, nhưng mà tới cuối cùng thì thôi phải kêu cầu và đi tìm tới cái chùa này, cái miếu kia, tìm đến nhà thờ Công giáo, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tin Lành gì đó để mà tìm kiếm được một cái sự cứu giúp nào đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta là những người biết Chúa thì chúng ta biết chắc rằng Chúa là Đấng đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng ta. Không phải là cái nhu cầu thuộc thể, nhưng quan trọng hơn là cái nhu cầu thuộc linh. Những cái nhu cầu thuộc thể thì sao dân ngoại đã đi tìm những điều đó rồi, nhưng Chúa bảo chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài thêm cho chúng ta những điều đó nữa. Chúng ta không phải đi tìm những điều đó trước, chúng ta đi tìm trước Chúa trước, rồi Ngài cho chúng ta được mọi điều cần yếu mà trong cuộc đời của chúng ta. Không cần ai dạy thì chúng ta thường cầu nguyện về những việc thuộc thể, phải không? Xin Chúa chữa lành bệnh cho con, xin Chúa cho con học hành được tiến bộ, xin Chúa cho gia đình của con được êm ấm hạnh phúc, xin Chúa cho ông chồng của con dễ tính hơn chút, xin Chúa cho bà vợ của con biết kính trọng con thêm chút chẳng hạn, cho mấy đứa con của con nó biết vâng lời. Đó là những cái điều gì? Những cái điều thuộc thể. Nhưng mà cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta ở trong
Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15 đến 23 mà chúng ta sẽ học từ câu 15 đến 17 sáng hôm nay là cho chúng ta cầu nguyện về những điều tâm linh, những điều thuộc thể. Lạy Cha, xin cho thần linh của sự khôn ngoan và sự tỏ ra trong sự hiểu biết của Cha. Con cầu xin đó không những cho con mà cho người phối ngẫu của con, cho con cháu của con và cho mọi thánh đồ ở trong hội thánh. Và lời Chúa dạy trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn. Về cái đề tài mà tôi đặt cho chúng ta hôm nay là đường lối phước hạnh của Chúa. Xin lỗi, nó bị sai rồi. Mà là cái đề tài là cầu nguyện liên hệ như thế nào đến sự biết Chúa, hay là biết Chúa liên quan như thế nào với sự cầu nguyện. Ê-phê-sô đoạn 1 câu Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15 đến 17. Chúng ta trở lại cùng xem Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15 đến 17. Vậy nên khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, thì tôi vì anh em không ngừng nhân lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin với Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Lạy Chúa là Cha của chúng con đến với Cha sáng hôm nay. Cúi xin Cha Ngài soi sáng dạy dỗ cho chúng con qua lời của Ngài. Xin Cha giúp cho chúng con để chúng con hiểu, nhớ và làm theo, để chúng con được phước của những người biết vâng theo lời của Cha. Xin Cha dùng lời của Cha để khích lệ chúng con trở nên những chiến sĩ cầu nguyện, để chúng con góp phần một cách tích cực, một cách đắc lực trong công việc nhà Cha, để chúng con được trở nên những người trưởng thành ở trong Cứu Chúa Giê-xu Christ, vì những người có đời sống cầu nguyện trưởng thành là những người thật sự trưởng thành ở trong Chúa. Chúng con xin Ngài giúp cho chúng con không còn là em bé mang bím nữa, nhưng cho chúng con trở nên những người trưởng thành, mang lấy cái khăn choàng để rồi chúng con phục vụ Chúa trong sự cầu nguyện. Và qua sự cầu nguyện, chúng con xin Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài sáng hôm nay. Xin Cha tha thứ cho người nói vì tội của người có nhiều. Xin Cha Ngài che phủ ông trong quyền huyết của Đấng Christ. Và xin Cha Ngài phán dạy với mỗi lòng của chúng con qua lời của Ngài. Còn sự suy gẫm của lòng chúng con và lời nói của môi miệng con được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen. Sự biết Chúa và sự cầu nguyện liên quan với nhau trên hai phương diện. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện vì chúng ta đã thực nghiệm được ân sủng của Chúa. Và thứ hai là chúng ta cầu nguyện để chúng ta sâu nhiệm ở trong sự thông biết Chúa. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện vì chúng ta đã trải nghiệm ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa là cái nền tảng của sự cầu nguyện. Chúng ta dựa vào đâu để mà chúng ta cầu nguyện? Chúng ta dựa vào ân điển của Chúa để mà chúng ta cầu nguyện. Câu 15-16 nói rằng: Vậy nên khi chưa nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu và tình yêu của anh em đối với tất cả các thánh đồ, thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Cái ân điển của Chúa là cái động lực để chúng ta cầu nguyện, là cái nền tảng để mà chúng ta cầu nguyện. Cái câu 15 bắt đầu với cái cụm từ là vậy nên. Vậy nên hay là nói vì cái lý do này. Trong bản tiếng Anh dịch là for this reason. This reason nói về những cái điều gì? Là cái điều mà ông Phaolô đã trình bày từ câu 3 cho đến câu thứ 14. Vì lý do này tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa, lời Chúa Giê-xu và tình yêu thương của anh em. Cái lý do này là cái gì? Là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và anh em đã đáp ứng lại với sự ban cho của Chúa Trời bằng gì? Bằng đức tin và bằng tình yêu thương đối với tất cả các thánh đồ. Bây giờ, đức tin thì chúng ta không có thấy, phải không quý vị? Có nhiều người họ nói tôi tin Chúa dữ đắng lắm. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy là tình yêu thương đối với anh chị em. Và chúng ta thấy. Nhưng mà ông Phaolô thì được nghe về điều đó. Nghe rằng họ tin nơi Chúa.
Mà cái tin, cái điều này nó đồn ra khắp nơi, và ông Phaolô được nghe điều đó thì ông vui mừng lắm và ông cảm tạ Chúa. À, cho nên căn cứ ở trên tình yêu vô hạn của Chúa và được chép từ trong câu 3 đến câu 14, xin chúng ta cùng theo dõi. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, là ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách dư dật với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ và tất cả những vật trên trời và dưới đất. Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn. Để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu rỗi để ca ngợi vinh quang của Ngài. Mà nếu quý vị muốn có một cái đoạn kinh thánh để học thuộc, sau khi quý vị đã học thuộc Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 17, thì tôi gợi ý là quý vị học Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến câu thứ 14, để chúng ta hiểu được cái tình thương của Chúa dành cho chúng ta là như thế nào, và những phước hạnh lớn lao mà Chúa đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ ra làm sao. Quý tôi vừa đọc qua cho quý vị nghe thì nó lướt qua nhanh quá, cho nên tôi xin lặp lại để chúng ta phân cái tình những điều này. Bây giờ nếu quý vị có kinh thánh mà quý vị không có ngại để mà gạch đáy trong kinh thánh thì xin mời quý vị gạch đáy trong kinh thánh, mà nếu quý vị không ngần ngại để mà viết ở trong kinh thánh thì cũng viết vô ở trong kinh thánh những cái điều này để chúng ta mất thích được. Mà nếu quý vị không có kinh thánh đem theo mà quý vị có cái phone mà có thể gạch được đó thì cũng gạch trong đó. Bằng không thì có cái tờ chương trình chúng tôi đã cung cấp cho quý vị đó. Xin lỗi là nó ít chỗ để quý vị ghi, nhưng mà quý vị cố gắng ghi chữ nhỏ nhỏ chắc là cũng có đủ chỗ để mà có thể ghi lại. Cho nên quý vị ghi xuống nha. Thứ nhất là Chúa ban cho chúng ta điều gì? Mọi phước lành ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điều Chúa ban cho. Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Đó là điều đầu tiên Chúa ban cho. Kế đến là Ngài ban cho chúng ta sự lựa chọn chủ tể của Đức Chúa Trời. Sự lựa chọn cao cả nhất của Ngài là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Thứ ba là Ngài đã ban cho chúng ta sự tiền định của Ngài. Ở trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài. Chúa nhận chúng ta làm con. Tôi không thích cái chữ con nuôi. Chữ con nuôi nó phân biệt với con ruột, phải không quý vị? Nhưng mà đây là Chúa nhận chúng ta được làm con. Đức Chúa Giêsu Christ là con của Chúa Trời, con độc nhất vô nhị, không có ai giống như Chúa Giêsu. Chúng ta những người không xứng đáng gì cả, mà bây giờ chúng ta được trở nên con thánh của Đức Chúa Trời. Đó là cái sự ban cho lớn lao của Chúa. Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con của Ngài, nhận chúng ta được làm con của Ngài. Và Ngài ban cho chúng ta theo sự cứu rỗi ở trong Đấng Christ. Vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Cảm ơn Chúa. Rồi kế đến là Ngài ban cho chúng ta mục đích để sống. Chúng ta sống có mục đích. Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ. Chúng ta sống không phải sống để rồi chết, nhưng ta sống để rồi sống. Chúng ta có mục đích sống là sống cho Chúa, sống để mở ban vương quốc của Chúa Trời, sống để làm vinh hiển danh Chúa, sống để làm thành thánh ý của Ngài. Đó là mục đích sống của chúng ta. Rồi Chúa ban cho chúng ta có gia sản đời đời. Quý vị ở đây ai nghĩ mình nghèo? Có một người giơ tay. Tôi. Nhưng không sao, tôi không có nghèo đâu. Vì sao? Chúng ta có gia sản đời đời. Gia sản đời đời ở trên trời. Có thể trên đất này chúng ta không bằng ai cả. Người ta đi xe Lexus gì đó, mình đi chiếc chiều Toyota quen cũng được rồi, cũng đến nơi, phải không? Nhưng mà sao? Chúng ta có gia sản đời đời. Chúng ta được là những người được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta không phải chỉ làm con, nhưng mà là người thừa kế. Vừa là người thừa kế
của Đức Chúa Trời, vừa là người thừa cùng thừa kế với Đấng Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Rồi Chúa ban cho chúng ta gì nữa? Cái sự phục vụ đời đời. Chúng ta không phải là không có việc gì làm à, cái gì sống mà không có việc gì làm nó chán lắm. Bà Mục Sư Dương ngày hôm qua ở tại bên trong bệnh viện à, mà không có làm gì hết, không có therapy, không có gì, tại vì ngày cuối tuần cho nên. Rồi bà nói là chán quá, ở đây vô dụng, không làm được gì, muốn đi về mà không cho về. Sống như vậy. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có cái mục đích để sống. Chúa sống, Chúa cứu chúng ta để làm gì? Để ca ngợi vinh quang của ân điển Ngài. À, điều này được lặp lại ở trong câu 6, rồi câu 12 ở đây, và ở chót nữa, tức là chúng ta được Chúa chọn để chúng ta ca ngợi vinh quang của Chúa. Đời đời chúng ta sẽ càng sâu nhiệm hơn ở trong ân điển của Chúa, và chúng ta càng biết được chuyện nào thì chúng ta càng nói wow, tuyệt vời quá, và chúng ta càng ca ngợi Chúa. Chúng ta, đó là cái mục đích chúng ta, để chúng ta, đó là nói mục đích so that we, chúng ta ca ngợi vinh quang Chúa Trời. Đó là cái mục đích phục vụ của chúng ta. Rồi Chúa ban cho chúng ta sự an ninh đời đời. Chúng ta được đóng ấn bực tín lên như là được hứa. Rồi chúng ta được Chúa ban cho sự bảo đảm đời đời. Đấng Đức Trời, Đức Thánh Linh, đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta. Chúa, cái bảo chứng là cái gì? Là một cái ấn, nó chắc chắn là điều đó thuộc về chúng ta. Cái bảo chứng nói đến cái điều đó là thật. À, ngày xưa khi mà chúng ta mua một cái dĩa software đó thì có cái bảo chứng, có cái dán cái tem của Microsoft ở ngoài, mình nhìn vô thấy nó có cái hình nổi nổi đó là mình biết cái này là cái thiệt, còn cái giả thì nó không có được như vậy, cho mình biết cái nào là thật, cái nào là giả. Làm sao để chúng ta biết là chúng ta là con cái thật của Chúa Trời? Là vì chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong lòng chúng ta. Ai có Thánh Linh ở trong lòng thì người đó là con của Chúa Trời. Người đó không có Thánh Linh của Chúa Trời, con Thánh Linh của Đấng Christ ở trong lòng thì người đó không phải là con cái của Chúa Trời. Làm sao chúng ta biết chúng ta thuộc về Chúa? Chúng ta biết khi chúng ta có Đức Thánh Linh làm việc ở trong đời sống chúng ta, ấn chứng chúng ta, dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nhắc nhở chúng ta, cáo trách chúng ta và ban cho chúng ta được sự bình an, ban chúng ta niềm vui và đổ đầy tình yêu thương của Ngài ở trong lòng của chúng ta, cho chúng ta được tràn ngập niềm hy vọng. Đó là chúng ta biết rằng có Đức Thánh Linh của Chúa trong lòng chúng ta, và chúng ta được gần gũi với Đức Chúa Trời, và chúng ta kêu lên rằng Abba, Cha, vì có Thánh Linh của con Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. À, tôi xin ôn lại những cái điểm này mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thứ nhất là Ngài ban cho chúng ta mọi phước lành. Thứ hai là sự chọn lựa tối cao của Ngài. Thứ ba là sự tiện định tối cao của Ngài. Thứ tư là sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Thứ năm là mục đích sống. Thứ sáu là gia sản đời đời. Thứ bảy là sự phục vụ đời đời. Thứ tám là sự an ninh đời đời. Và thứ chín là sự bảo đảm đời đời. Đó là những phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta có được những ơn phước đó, cho nên chúng ta càng muốn thêm nữa, và chúng ta cần được muốn sâu nhiệm ở trong tình yêu của Chúa nữa. Và ân điển của Chúa không chỉ là cái nền tảng để mà chúng ta cầu nguyện, mà cũng là cái động cơ cho sự cầu nguyện của chúng ta. Điều gì thúc đẩy quý vị cầu nguyện? Tôi mong rằng quý vị nói rằng vì ân điển vô hạn của Chúa cho nên tôi được thúc đẩy để cầu nguyện. Và đúng như vậy, ân điển của Chúa là cái động cơ để mà chúng ta cầu nguyện. Chúng ta thấy được ân điển vô hạn của Chúa làm việc ở trong hội thánh và chúng ta cầu nguyện. Ông Phaolô cầu nguyện là tại vì ông nghe thấy được công việc của Chúa làm, cho nên ông được thúc đẩy để mà cầu nguyện. Vậy nên vì lý do này, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương của anh em đối với tất cả các sứ đồ, cái điều đầu tiên là khi tôi nghe tin tức và bằng chứng về thực tại của Đấng Christ trong hội thánh đã lan ra và đến tai của Phaolô. Không phải chỉ một mình ông nghe mà cả cộng đồng đức tin nữa. Và đây là động lực để mà Phaolô cầu nguyện. Ông thấy được cái dấu hiệu của Chúa đang làm việc ở trong hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, cho nên ông vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa. Ông vui mừng để tiếp tục cầu nguyện cho họ. Cái điểm lạ trong đời sống theo Chúa là người có thì được có thêm, mà người không có thì không có, mà mất đi những gì mình đã có. Tức là người nào mà nghe về tình yêu của Chúa, về ân sủng của Chúa mà đáp ứng lại với đức tin và với tình yêu thương cho anh em thì người đó là càng được sâu nhiệm hơn. Còn người nào nghe biết mà bỏ qua ngoài tai á, lo đi tìm những gì của đời này á, thì lại mất tất cả, không có được. Cho nên người nào ông Phaolô nghe và thấy được cái đức tin của những người này, thấy đức tin
của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, thì ông nhìn biết rằng đây là bằng chứng của ơn của Chúa. Chúa đã bày tỏ ân sủng của Chúa cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, cho nên họ có đức tin vững vàng ở nơi Chúa. Và cái đức tin nơi Chúa thì nó đưa đến cái tình yêu thương cho anh em, cho nên ông có nghe về tình yêu thương của các tín hữu cho gia đình của họ, cho bạn hữu của họ, cho những người xung quanh, và xin lỗi, cho tất cả các thánh đồ, yêu thương mọi người. Cho nên tôi thấy cảm ơn Chúa là cái tình yêu thương đó chúng ta thấy ở trong hội thánh Chúa tại đây. Khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta không có cầu nguyện cục bộ cho hội thánh Nam Florida. Khi chúng ta cầu nguyện, tôi rất cảm động khi mà những lời cầu nguyện cho các công việc Chúa tại Việt Nam, cho miền Bắc Việt Nam, cho những cái bộ nền sắc nhân mà chưa được nghe về Chúa, cái những người bị bệnh, bị đau ở Việt Nam mà chưa bao giờ thấy mặt họ, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ nữa. Rồi anh em trong hội thánh đây là chạy đi tuốt tới Naples để mà thăm viếng một sư Duy, ông đâu thuộc hội thánh ở đây đâu. Mà tại sao chúng ta đi? Vì chúng ta yêu thương tất cả các thánh đồ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Cảm ơn Chúa vì cái tinh thần yêu thương của Chúa đã làm trong hội thánh Chúa tại đây. Chúng ta có đức tin nơi Chúa và có tình yêu thương cho tất cả các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Và rồi chúng ta thấy điểm thứ ba là ân điển của Chúa là cái lý do để chúng ta ca ngợi trong sự cầu nguyện. Chúng ta thấy được ơn của Chúa và chúng ta cầu nguyện. Ân điển vô hạn của Chúa Trời ban cho hội thánh là lý do để chúng ta ca ngợi Chúa trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là xin nữa quý vị. Cầu nguyện nó có bao gồm cái gì? Sự ca ngợi Chúa, ca tụng Chúa, rồi gì nữa? Rồi chúng ta tạ ơn Chúa, rồi chúng ta xưng tội cùng Chúa, và chúng ta cầu thay cho anh em. Có bốn cái từ mà ông Trương Anh, ông có nhắc dùm được không ông Trương Anh? Xưng tụng, xưng tạ, xưng tội và xưng gì? Không biết là xưng gì nhờ, xưng những cái lời cầu xin. Có bốn chữ xưng mà ông anh Trường Anh nhắc mà giờ sao hôm nay tôi tự nhiên quên đi cái thứ tư là như thế nào. Đó là bốn cái điều. Trong cái sự cầu nguyện chúng ta có cái sự cảm tạ nữa quý vị. Chúng ta cầu xin nhiều quá mà ít sự cảm tạ. Chúng ta phải cảm tạ nhiều hơn chứ. Có 10 người được Chúa chữa lành, 9 người bỏ đi, 1 người trở lại cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện, cầu xin rất nhiều. Bây giờ chúng ta cũng phải cảm tạ chứ. Chúng ta thấy được cái ơn của Chúa ban cho hội thánh. Chính cái ơn phước mà tôi đã liệt kê đó. Thì chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi, cái điểm thứ hai ở đây. Mà ông đã follow, tôi xin phân tích một chút xíu. Vì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ. Và gì nữa? Luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút anh quỳ gối thiết tha cầu xin bao điều thì làm gì? Cầu thay cho tôi với. Tôi nhớ anh, tôi cầu nguyện cho anh, và anh cũng xin hãy nhớ đến tôi để mà cầu xin nguyện. Rồi, cái điểm thứ hai, chúng ta đi mau hơn một chút xíu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời giờ. Cầu nguyện để sâu nhiệm ở trong sự thông biết Chúa. Nó liên quan, cầu nguyện và sự biết Chúa nó liên quan với nhau. Chúng ta kinh nghiệm được Chúa cho nên chúng ta cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện thì chúng ta lại càng sâu nhiệm ở trong Chúa. Hai cái điều đó quý vị nhớ không? Chúng ta từng trải ân điển của Chúa thì chúng ta cầu nguyện để chúng ta được sâu nhiệm hơn ở trong ân điển của Chúa. Chúng ta đã nếm biết được tình yêu của Chúa thì chúng ta cầu nguyện để chúng ta được chìm đắm ở trong tình yêu của Chúa. Chúng ta biết được Chúa một ít rồi, chúng ta nếm biết được Chúa, bây giờ chúng ta cầu nguyện để chúng ta được rõ hơn về Chúa. Chúng ta muốn tường tận về Chúa, chúng ta cần muốn biết nhiều hơn về Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ là Cha vinh quang ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Họ biết Chúa chưa quý vị? Họ biết Chúa rồi, nhưng bây giờ càng biết Chúa nhiều hơn nữa. Tại sao như vậy? Vì tại sao chúng ta phải cầu nguyện để được biết Chúa? Vì Chúa là nguồn cội của ân điển. Ân điển đến từ nơi Chúa. Không có ân điển của Chúa chúng ta không thể biết Chúa. Không phải bởi cái sự khôn ngoan của chúng ta tính toán, suy xét mà chúng ta biết được Chúa. Nhưng Chúa phải ban cho chúng ta.
Trong câu Kinh Thánh này nói rằng Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cái lễ đạo về Đức Chúa Trời thẩm định cái mục đích của cầu nguyện. Phaolô chỉ ra cái đối tượng của sự cầu nguyện là Đức Chúa Trời. Và cái điều mà chúng ta cầu nguyện thì được mặc khải qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời như thế nào qua Đức Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được bày tỏ qua Kinh Thánh. Cho nên ta đọc Kinh Thánh để biết Chúa Giêsu, ta biết Chúa Giêsu thì chúng ta biết được Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến để bày giải Đức Chúa Cha cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời của Kinh Thánh đáp lời cầu nguyện. Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta liên hệ qua trung gian là Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta sống dưới cái chức vụ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu có ba cái chức vụ mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là Chúa Giêsu là Chúa. Thứ hai, Chúa Giêsu là cứu Chúa. Và thứ ba, Ngài là vua. Ngài là Đức Chúa, Ngài là đấng có quyền trên đời sống của chúng ta, Ngài là đấng cầm quyền trên tất cả. Và Chúa Giêsu có nghĩa là đấng cứu thế, là cứu Chúa. Và Christ là vua, Ngài sức dầu, Ngài là đấng được sức dầu để làm vua. Cho nên chúng ta nói Đức Chúa Giêsu Christ là Ngài là vua cuộc đời của chúng ta, và Ngài đấng cứu rỗi chúng ta, Ngài là Chúa tể đã tạo dựng nên chúng ta. Và rồi Đức Chúa Trời là Cha vinh quang, Cha vinh hiển. Cái chìa khóa để mà đo lường cái sự đúng đắn của sự cầu nguyện chúng ta là chúng ta quan tâm về gì. Quý vị quan tâm về gì khi quý vị cầu nguyện? Nếu quý vị quan tâm về sự vinh hiển của Chúa đó, thì đó là cái việc cầu nguyện đúng. Ta cầu nguyện là Cha vinh quang. Nếu chúng ta cầu nguyện để chúng ta thành công, để rồi chúng ta có cớ khoe mình, để chúng ta hãnh diện, thì cái đó là chúng ta cầu nguyện cho chúng ta. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cầu nguyện là danh Cha được cả sáng, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Chúng ta dùng cái thước này để chúng ta đo lường cái sự cầu nguyện chúng ta. Mục đích chúng ta cầu nguyện là làm gì? Tại sao chúng ta muốn cái nhà mới? Tại sao chúng ta muốn công việc làm tốt hơn? Tại sao chúng ta muốn được thành công trong công việc? Vì sự vinh quang của Chúa. Chúng ta làm vì tất cả sự vinh quang của Chúa. Tại sao chúng ta cầu nguyện Chúa cho có nhiều người đến với Chúa, tin nhận Chúa? Tại sao chúng ta muốn có một cái buổi lễ thật là long trọng, thật là tốt đẹp? Chúng ta muốn sự vinh quang của Chúa. Tại sao chúng ta muốn cầu nguyện cho cuộc sống của chúng ta, cho gia đình của chúng ta? Tất cả là vì sự vinh quang của Chúa. Và chúng ta đặt điều đó nên là cái điểm quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Cái chìa khóa để đo lường cái bản chất đúng đắn của lời cầu nguyện là mục đích để chúng ta cầu xin Chúa được vinh hiển. Và thứ hai là chúng ta cần được Ngài ban ân điển để mà biết Chúa. Nhận biết nhu cầu ban ơn từ Chúa Cha cho mục đích để biết chính Ngài. Chúa không ban thì chúng ta không biết. Chỉ vậy thôi, Chúa không ban chúng ta không biết. Chúng ta có ngồi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể dùng triết học, chúng ta có thể dùng trực giác, chúng ta có thể dùng lý luận, chúng ta cũng không biết được Chúa. Chúng ta không có hiểu được Ngài. Chúng ta sẽ làm theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta sẽ đi theo cái sự mà chúng ta tự cho là đúng. Nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ có thể nhận biết được Chúa qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và con đường của loài người là sao? Là những nỗ lực cá nhân, là cậy vào công đức của mình, là cậy vào sức riêng của mình, vào những cái sự khôn ngoan của mình. Nhưng mà con đường của Chúa là cậy vào Chúa Giêsu Christ. Ngài Chúa Giêsu trở nên tất cả cho chúng ta. Ngài trở nên sự khôn ngoan của chúng ta. Ngài trở nên sự hiểu biết của chúng ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài trở nên sự thánh khiết của chúng ta. Chúng ta có Chúa Giêsu Christ trong cuộc sống thì chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, được đến với Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Sống theo xác thịt không phải là làm bậy bạ, tà dâm, ô uế, nói dối tất cả. Đó, cái đó là công việc của xác thịt. Sống theo xác thịt là cậy vào chính mình, chính vào cái khả năng của mình. Đó là sống theo xác thịt. Còn sống theo Thánh Linh là cậy vào Chúa Jesus Christ để được đến với Đức Chúa Trời. Cái người biết được rằng mình cần Chúa thì phải cầu nguyện. Người không cầu nguyện là người không nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết được vấn đề mà không cần đến Chúa. Tôi được quen biết một bác sĩ mắc ở tại, thật sự là không có biết ông, tôi biết ông qua ông thân của tôi. Thì ông thân của tôi đến để mà làm mắt với lại cái vị bác sĩ đó.
Và ông bác sĩ này là người tin Chúa, và mỗi sáng thức dậy là ông đều để ra ít nhất là nửa tiếng đồng hồ để mà cầu nguyện. Ông nói: Chúa ơi, con phải gặp với nhiều cái bệnh nhân sáng hôm nay, con không thể cậy sức riêng của con để con giải quyết được, mà con xin Chúa ngài hướng dẫn cho con để con có thể giúp đỡ cho từng người, cho từng bệnh nhân. Thì ông chỉ là một bác sĩ mắt thôi, nhưng mà ông biết nương cậy nơi Chúa. Thì bây giờ quý vị đừng có vội bước vào một ngày mà không có cầu nguyện. Quý vị, tôi không biết quý vị làm gì, có lẽ quý vị đi dạy, có thể là làm neo, có thể làm tàu, hay là làm ở tại bệnh viện, hay bất cứ điều gì. Điều đầu tiên mình cần phải làm là phải để với Chúa để cầu nguyện trước khi bước vào ngày. Tôi được nghe lời làm chứng của bà Trúc, tôi thấy rất là thương bà. Có những lúc thời gian mà ông bị bệnh, bà phải thức dậy lúc ông thức dậy lúc 6 giờ, thì bà phải thức dậy lúc 5 giờ rưỡi. Tại sao? Để mà bà có thời giờ riêng trước với Chúa đã, để cầu nguyện với Chúa, rồi sau đó mới có thể chăm sóc cho ông được. Cảm ơn Chúa, đó là một cái gương sáng để chúng ta noi theo. Tôi biết là quý vị rất là bận rộn trong cuộc sống, nhưng mà điều đầu tiên chúng ta cần có là sự tương giao với Chúa. Vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể cậy sức riêng của mình để có thể làm gì trong đời sống này, cũng như đời sống tâm linh. Cho nên chúng ta cậy vào Chúa. Và lời Kinh Thánh ở trong Ephesos đoạn 5 câu 15-17: Tôi nài xin Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giêsu Christ là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Khi chúng ta nhận biết được rằng chúng ta cần Chúa, thì chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta có thần trí khôn ngoan. Ở đây bản dịch là linh của sự khôn ngoan, the spirit of wisdom, linh của sự khôn ngoan. Bản tiếng Anh thì dịch là spirit viết hoa, nó đến Đức Thánh Linh của sự khôn ngoan. Chúng ta ban cho chúng ta cái thần trí của sự khôn ngoan để chúng ta nhận biết Chúa. Không có thần trí của sự khôn ngoan của Chúa ban cho, chúng ta không thể cậy vào sự khôn ngoan hiểu biết của mình để mà biết Chúa được. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng cần có sự mặc khải từ nơi Chúa. Nếu mà tôi không nói ra thì quý vị đâu có biết tôi thích màu gì, phải không quý vị? Tôi nói ra cho nên một số người biết là tôi thích màu gì. Màu xanh lá cây, đúng rồi. Màu gì nữa, hai màu nữa. Ê, quên rồi dạ. Màu này mà hơi tham lam chút, màu gold. Màu gold đẹp phải không? Rồi màu đỏ mà không phải là màu đỏ tươi, mà một cái màu đỏ, cái shade của màu đỏ, tôi thích như vậy. Nhưng mà tôi nói ra thì quý vị biết, tôi không nói ra quý vị không biết. Cũng vậy, những gì mà của Đức Chúa Trời là thuộc về Đức Chúa Trời, và những gì mà Ngài bày tỏ cho chúng ta thì nó thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Và cảm ơn Chúa, Ngài bày tỏ cho chúng ta biết về chính Chúa qua Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cần được Chúa, không phải chỉ đến với Chúa trong sự cầu nguyện, mà cần đến với lời của Chúa. Chúng ta đọc Kinh Thánh và xin Chúa soi sáng cho chúng ta, để chúng ta thấy được vinh quang của Chúa ở trong lời của Ngài, cho chúng ta thấy được vinh quang của Chúa ở trong khuôn mặt của Chúa Jesus Christ được bày tỏ ở trong lời của Ngài. Chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta phải học Kinh Thánh. Như vậy trong năm mới này, tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn. Chúa bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh của Chúa. Và để đến kết luận, thưa quý vị, chúng ta biết một người nào trên lý trí thì chúng ta chưa có biết người đó. Có một lần ở tại kỳ trại thì có ông, tôi nhìn quên tên của mục sư đó, ông mục sư Kevin, thì ông ấy hỏi đấy, có ai biết tổng thống Bush không? Tại sinh được do tay, tôi biết. Nói, nếu biết thì làm ơn giới thiệu cho tôi được không à? Không ai giới thiệu được hết. Biết tôi là sao? Biết về ổng thôi, đâu có biết ổng đâu. Thưa quý vị, chúng ta có nhiều người biết về Chúa mà thật sự chưa biết Chúa. Có thể họ lớn lên trong hội thánh, có thể học trong lớp thiếu nhi, có thể học thuộc lòng Kinh Thánh, có thể họ đứng nhất, chiếm giải nhất, để họ biết về Chúa nhưng mà chưa có biết Chúa. Họ không có một cái tình trải sâu nhiệm với Chúa. Muốn có tình trải sâu nhiệm với Chúa, phải có mối liên hệ với Chúa. Tiếng Anh có cái câu nói rằng, no fellowship, no relationship. Không có sự tương giao thì không có cái tình thân. Phải có tình thân, phải có tương giao mới có tình thân. Nói đối với Chúa cũng vậy, mà đối với nhau cũng vậy. Nếu chúng ta không có gần gũi với anh chị em, không có sự tương giao nói chuyện đó, thì chúng ta không biết nhu cầu của anh em
cái sự quan tâm của họ là gì, thì chúng ta cũng không biết làm sao để mà cầu nguyện một cách phải lẽ cho họ, một cách cụ thể cho họ. Chúng ta chỉ cầu nguyện một cách qua loa thôi. Khi mà chúng ta biết anh em chúng ta thì chúng ta mới có thể cầu nguyện họ một cách xác đáng được. Thì cũng vậy, chúng ta biết Chúa mà chỉ nói là tôi biết Chúa, biết về Chúa, tôi đã cầu nguyện tin nhận Chúa rồi, thì cái đó là chỉ biết Chúa một cách sơ sài mà thôi. Chúng ta cần phải sâu nhiệm ở trong sự biết Chúa bằng cách là chúng ta cầu nguyện. Nguyện càng tường minh Giê-xu hơn, cao rao thiên ân khiến kẻ khác ném. Muốn biết rõ tình yêu của Chúa thì chúng ta cần phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta cần phải dành thời gian ở trong sự cầu nguyện. Thời gian rất là quan trọng. Ta nói là quality time chứ không phải là quantity time. Nhưng mà thật sự muốn có quality time thì phải có quantity time. Cảm ơn Chúa là cháu Thị Linh có về thăm chúng tôi. Nếu mà nó về thăm xong nó về nhà, cái nó đi đi vô phòng, nó đóng cửa, nó nằm trong đó thì cũng không có gì hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nó về thăm rồi mà chúng tôi cùng cháu đi nghỉ hạn, rồi có nhiều thời giờ với nhau, có thời giờ đến nói chuyện với nhau, thì có cái sự tương giao. Và những ngày rất là phước hạnh mà chúng tôi có. Thì cũng vậy, chúng ta muốn gần với Chúa phải có thời giờ để cầu nguyện. Chúng ta biệt riêng ra thời giờ để biết Chúa qua sự cầu nguyện. Như Sư đồ Phaolô đã nói, hơn thế tôi xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được đấng Christ và được ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa vì những cái phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta trong đấng Christ, những phước hạnh ở trên trời. Quý vị muốn phước hạnh dưới đất không muốn phước hạnh trên trời? Ai nói cả hai là người đó rất khôn đó. Phải cả hai chứ sao. Nhưng mà cái nào quan trọng hơn quý vị? Nếu mình có phước hạnh trên đất mà không có phước hạnh trên trời thì cũng là huề, không có gì hết. Nhưng chúng ta muốn phước hạnh trên trời. Nếu không có phước hạnh trên đất mà có phước hạnh trên trời, chúng ta có tất cả. Nhưng cảm ơn Chúa là khi chúng ta đến với Chúa mà chúng ta có phước hạnh trên trời thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có phước hạnh ở trên đất này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa biết được tâm lòng của quý vị. Quý vị mong mỏi điều gì? Quý vị có mong mỏi biết Chúa nhiều hơn trong năm mới này không? Chỉ cậy ơn điển của Chúa, bởi sự cầu nguyện, quý vị sẽ biết Chúa nhiều hơn. Tại vì sao? Chúa sẽ ban cho quý vị điều lòng quý vị ao ước, khi quý vị đặt Chúa trên hết trên đời sống của quý vị. Chúng ta hãy nhìn xem chung quanh, thấy những cái phước hạnh Chúa ban cho anh chị em chúng ta, đặc biệt là trong phần thuộc linh. Chúng ta thấy đời sống đức tin của họ, trong sự cầu nguyện của họ, và chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng tôi rất là thích thú trong những cái buổi cầu nguyện vào buổi sáng. Anh Thành thì muốn thấy cầu nguyện 3 buổi chưa đủ, anh nói mỗi ngày phải cầu nguyện một sư mà chúng ta chưa thực hiện được. Vậy tại sao mà chúng ta chưa có đến với Chúa? Tại sao chúng ta thích thú cầu nguyện như thế? Là tại vì chúng ta đến trải lòng ra với Chúa, hiểu được tấm lòng của Chúa và cũng hiểu được tấm lòng của anh chị em ở trong Chúa. Cho nên tôi không biết là quý vị có được thời giờ buổi sáng để cầu nguyện với chúng tôi không. Tôi có một lời mời thay mặt cho ông ủy viên cầu nguyện cũng là thư ký của Hội Thánh chúng ta, rằng xin mời quý vị đến trong những buổi cầu nguyện. Nếu không vào sáng được thì vào buổi tối. Có những người nói tôi thức khuya lắm mục sư, tôi không có thể thức dậy được buổi sáng. Chúng tôi có giờ cầu nguyện buổi tối, mong rằng quý vị có thể vào để cầu nguyện với chúng tôi. Có những người đã từng vào cầu nguyện mà bây giờ ước ao trở lại, chúng tôi cũng hoan nghênh nữa, không sao cả. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng con cảm tạ ơn Ngài vì lời của Chúa cho chúng con thấy rằng sự biết Chúa và sự cầu nguyện liên hệ với nhau. Vì chúng con biết Chúa cho nên chúng con cầu nguyện, và qua sự cầu nguyện mà chúng con biết Chúa. Xin Chúa cho chúng con ghi nhớ điều này. Mặc dù nó không có cái hình ảnh giống như là cái bếp hay là cái khăn choàng làm bếp, nhưng xin Chúa khi khắc điều này vào trong tâm trí chúng con, rằng vì chúng con biết Cha cho nên chúng con đến để cầu nguyện với Cha. Và đến với Cha để cầu nguyện thì chúng con lại càng sâu nhiệm hơn trong sự thông biết Cha. Xin giúp cho chúng con ghi nhớ được nguyên tắc này để trong năm mới này chúng con sẽ trở nên những người trung kiên trong sự cầu nguyện, những chiến sĩ mạnh mẽ trong sự cầu nguyện,
mà Chúa sẽ dùng đời sống của chúng con mà đem phước hạnh đến cho nhiều người, đem lại sự đắc thắng trong cuộc sống của chúng con, đem lại sự vinh quang cho danh của Cha, đem lại sự mở mang cho nước Ngài và đem lại sự thành tựu cho ý của Cha. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.